Huấn bảo thích đến nhà chứ đừng nói nữa, đi như con chó ấy, gặp các bố nó thì nó lại hiểu cái sai luôn. Ôi cứ để hôm nào gặp nhau ngoài đường hiểu chưa, chứ xé vé nhau trận nó mới thích hiểu chưa. Gặp nhau ngoài đường cho xã hội người ta biết một trận cho nó mẹ mày lan tỏa mạng xã hội luôn. Nào nó nói nó gọi tin tao vào ấy chẳng hay. Nguyễn Tùng Dương mày giang hồ chứng chỉ đấy thì đéo phải đi hồ mõm đâu hiểu không, hiểu chưa. Mấy con rời còn dăm ba cái thằng trẻ con nữa chú, à mày chưa bước chân trong cái đất Hà Nội chưa biết bố nào thôi hiểu không. Đụng vào bố mày thì bố mày xé vé ngoài đời luôn, bố mày cho mất giá trị luôn. Tao thì thừa căn cước hiểu chưa, tao đéo cần những cái thằng khóc thuê chúng mày đâu. Dăm ba cái thằng khóc thuê chúng mày không khác đâu mà gớm, cứ đi mẹ mày khóc thuê bố mày ông trọi con. Mày bảo khôn hồn tránh tên bố mày ra trên các mạng xã hội này, không là hình ngoài đời cho lại không làm ăn được đâu. Mày bảo thằng bố mày thế, bảo thằng bố của chúng mày hay tôn thờ thế hiểu chưa, bảo thằng bố huấn cho mày thế. Dạo này có gì huấn không anh ơi? Không mày mày, anh thì nói chung là chỉ ước mơ mà khi nào mà gặp nhau ngoài đời phát rồi em ạ. Chạm nhau cái ngoài đời thôi, biết thằng nào hơn thằng nào biết ngay mày em. Còn lên mạng xã hội này dăm ba cái thằng khóc thuê như kiểu ba cái thằng vớ vẩn kia thì bọn thứ nhất là bọn anh đéo theo lời khóc thuê em ạ. Bán nước hoa mà nghe nói huấn nó đông anh em, mà anh thằng huấn nếu mà nói anh em thì nó chỉ bằng móng tay của anh em, của anh ở đất Hà Nội thôi em ạ. Mẹ mẹ đông anh em màu mè là mình. À, mày ở đâu chạm mặt với anh mày, mày anh mày đây anh ơi, em đang ở cửa hàng em anh ơi. Gần nhớ gặp nó xong mà khó khăn thế, gặp đâu nó có gặp đâu, nó có nay rồi mai biển biết nó ở đâu mà gặp. Như kiểu sắp khóc. Vừa ngủ dậy anh em ạ. Những người Nguyễn Tùng Dương supply rồi. Supply rồi, tối nay nước qua em ơi. Ok tối nay tới định nha, anh bán 1 tặng 1 cho 500 người tối nay. Mình ngày xưa cùng công ty chú mình là không được nhắc tên như này. Đấy. Anh có sợ huấn không? Thật sự với anh em luôn là trên cuộc đời này, tôi sợ mỗi cái người sinh ra tôi thôi. Những người đồng tâm cộng khổ với tôi thôi. Chứ các ông ở trên mạng là bảo tôi sợ các ông, hoặc sợ bất kể một thằng nào trên xã hội này tôi đéo sợ. Alo. Không sợ đâu. Không sợ, mình cứ sai đâu, mình sợ. Mình cứ sai đâu mà chỉ sợ. Mình có sai đâu mà sợ, mình chỉ sợ đúng những người sinh thành cho mình, những người đồng tâm cộng khổ với mình sợ người ta. Chứ dăm ba đồng hồ mạng này thì sợ cái gì. Hiểu chưa, hôm nọ anh Thắng bắt xong câu chuyện này em, đúng rồi anh Thắng bắt xong anh về rồi anh ơi. Về rồi anh ơi. Hôm nọ không may rồi anh, về rồi, về ngay ngày hôm sau. Ba cái lỗi nhỏ này thì anh đẹp trai tặng em nọ mà tối tặng em ơi. Tối tặng em ạ. 300 anh em đang xem, mọi người đi qua người follow nick chính của Nguyễn Tùng Dương nhá. Nick này bây giờ mới like được, còn nick kia bây giờ cấm like rồi. Nick kia để đăng video thôi. Nước hoa để tối mọi người nhá. Thứ nhất là mình đang đợi mẹ anh của anh, mẹ của anh Ngô Bà Khá. Hôm nay sứa là đi cho mẹ đi shopping, thành ra là đang đợi mẹ sang đây, đang ngồi cửa hàng để đợi mẹ đây. Tối anh em ạ. Đố tối. Alo. Nó Hà Nội toàn ở trái giờ anh, hôm qua tỏ tình CR bị từ chối về lỡ kính của mẹ. Ok. Chào em nhá, anh làm răng hết 3 tiền vậy. Răng này chị anh làm, toàn cơ sở anh quen thôi. Công tôi mua 2 lọ nước hoa nhà bạn bán thơm lâu thật sự luôn bạn. Ok bạn mai chung nhá, ok bạn nhá. Bán cho mấy can, bạn có đủ tiền bạn mua mấy can không? Anh Dương có vợ chưa anh? Anh chưa có vợ em ạ, chưa có vợ chưa người yêu. Anh 25 anh lên thăm anh Khá, 25 anh lên đây anh thăm anh Khá. Thì anh đang đợi mẹ anh Khá đây, để đưa mẹ đi shopping, để mua sắm khắp cả đất Hà Nội này em hiểu không? Mình làm ăn rồi mình chỉ đi báo hiếu thôi. Thật Nguyễn Tùng Dương tôi làm ăn tôi đéo phải nói tài gì đâu. Nhưng tôi Nguyễn Tùng Dương tôi sinh ra để báo hiếu và để lo cho anh em thôi thật. Cho nên là tôi sống của tôi chỉ biết là lo cho gia đình tôi thôi. Tôi có cái gì tôi cho gia đình tôi hết. Tôi mua sắm hết cho mọi người. Cái thiếu ai thiếu cái gì là tôi lo cho hết. Tôi đéo cần về cuộc sống của tôi. Được chưa? Sinh ra làm rồi anh em chỉ để báo hiếu thôi. Có tiền anh em cũng chỉ để báo hiếu thôi. Đấy là khái niệm cuộc sống của Nguyễn Tùng Dương. Nhà tôi riêng nha, từ già trẻ lớn bé không ai thiếu cái gì cả. Hàng ok lắm anh, thích bây giờ mày biết hàng anh ok cái gì đấy? Không? Không chị ăn đi. Em vừa ăn không, à. Không, à.
Em mua rồi, thưa anh. Ok, nước hoa nhà anh đỉnh thật sự. Thế thì bây giờ các em mới biết là anh Nguyễn Tùng Dương nước hoa nó